một số mẫu mặt dây chuyền vàng 18K nha. Giá vàng 18K bán ra là 3.260.000 một chỉ nha các bạn. Đây là một số mặt dây chuyền tầm cỡ 1 chỉ cho tới 3-4 chỉ. Đây là mặt dây chuyền vàng 18K nha. Đây mình giới thiệu một số mặt dây chuyền Chanel nè, 2 chỉ 37, tầm cỡ 8 triệu nha các bạn. Đây, cái này có thể đeo kiềng hoặc đeo dây đều đẹp nha các bạn. Một cái mặt dây chuyền hình con cong này, 2 chỉ 51, nhiều màu này, đeo dây bự bự tầm cỡ 4-5 chỉ, 5-6 chỉ là được nha các bạn. Một cái mặt dây chuyền bông hồng rất là siêu bự luôn, mặt này 3 chỉ 66, tầm cỡ 11-12 triệu nha các bạn. Đây, đây là mẫu của nó đây. Mày có nhẫn bông tai luôn nha các bạn, và vòng tay luôn, nó có nguyên một bộ luôn nha. Đây, một cái mặt Chanel rất là bự luôn, 3 chỉ 81, gần 4 chỉ nha các bạn, tầm cỡ 12 triệu. Đây, một cái mặt kiểu đây, mặt này 2 chỉ 15, vòng tay phía dưới này các bạn. Đây, thêm một cái mặt Chanel nhỏ như các bạn, mặt này thì tầm có 1 chỉ 39 rồi. Đây, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây, một cái mặt dây chuyền si bạch kim, vàng si bạch kim nha các bạn. Cái này là vàng si bạch kim chứ không phải là bạch kim nha. Hơn 2 chỉ rưỡi. Mặt sau của nó này, cái này theo kiểu 3D nha, hai lớp, ba lớp luôn các bạn. Đây, một cái mặt 3 chỉ 1, không có hột tắm luôn nha. Cái này là vàng không, rất là sáng luôn. Mặt này tầm cỡ 10 triệu nha các bạn. So với giá vàng hiện nay thì nó hơi cao, nó cao so với mấy tháng trước đây. Đây, một cái mặt 3 màu trắng, hồng và vàng luôn nha. Cái này là si bạch kim nha, chứ không phải là bạch kim nha, cái này là vàng nha, cũng giá vàng nha, nhưng mà nó xi màu bạch kim lên nha các bạn. Cái mặt này thì đeo kiềng rất là đẹp. Mặt này 2 chỉ 76. Đây, một cái mặt bông hồng siêu bự luôn, 4 chỉ 70. Thì công của nó là 750 nha. Rất là đẹp luôn, cái này mà đeo kiềng cứng thì rất là đẹp luôn. Đây, đây là cận cảnh của nó nè, bao sang bao đẹp luôn. Đây, thêm một cái mặt dây chuyền siêu bự luôn, mặt này 2 chỉ 04, đá màu xanh, cái này hợp với bệnh hỏa và bệnh mộc.
này đeo kiềng dành cho đeo kiềng rất là đẹp. Đây là cái xuyên dây chuyền hoặc là cộng tiền xuyên qua nha. Đây một cái mặt hộp đá màu xanh nè, đá châu màu xanh nè, 2 chỉ 69. Mình giới thiệu qua cho các bạn một số mặt mặt Phật nha. Mặt Phật đá màu các bạn có thể đeo theo mệnh nha. Mặt này thì đeo mệnh thủy, xanh đen, có màu màu xanh rêu, này màu đỏ, màu hồng, màu đen và màu nâu nha. Hợp với các mệnh kim, mộc, thủy, hỏa và thổ luôn nha. Cái này là tượng Phật, cái này có 2 phân là tầm cỡ hơn 1 triệu 1 triệu 2 gì đó nha các bạn. Còn cái mặt này khoảng 1 triệu 1 triệu 2 thôi nha các bạn, rất là rẻ luôn, có đủ màu luôn nha. Đây là màu đỏ nha các bạn, có 1 phân 7 nè, tầm cỡ 1 triệu thôi, 1 triệu đổ lại. Đây là một cái mặt hình con công, mặt này 2 chỉ rưỡi nha. Đây một cái mặt đá rất nhiều hộp đá màu hồng luôn nha. Cái này hợp với ai đeo mệnh thì hợp với mệnh hỏa nha, mệnh hỏa và mệnh thổ luôn, rất là long lanh, đeo rất là sáng luôn nha các bạn. Đây một cái mặt con chim 2 chỉ lẻ 5, tầm cỡ 7 triệu nha các bạn, siêu độc và lạ luôn. Cái mặt trời đeo 1 chỉ 88. Đây, bên mình có rất là nhiều mẫu cho các bạn lựa chọn luôn nha, từ to đến nhỏ các bạn có thể lựa chọn theo phù hợp với giá tiền, theo với hợp với đề mẫu mình, dây chuyền to nhỏ mà mình đang đeo nha. Đây một cái mặt bông hồng 1 chỉ 90 nha các bạn. Đây một cái mặt dây chuyền đá đen nè các bạn, dành cho người lớn tuổi đeo lên thì rất là sang luôn á. Mà cái chuyền này 1 chỉ 97 nha các bạn. Đây còn một cái mặt kiểu hơn 1 chỉ nè các bạn, đeo lên dây chuyền tầm vừa tầm cỡ 2-3 chỉ là vừa rồi, đơn giản mà đẹp luôn. Đây một cái mặt dây chuyền bi nè, mặt dây chuyền này có trọng lượng vàng là 1 chỉ 77 thì tầm cỡ 6 triệu nha. Còn rất là nhiều mẫu luôn nha các bạn, các bạn có thể có dịp ghé tiệm vàng mình tham khảo nhiều mẫu nè, nhiều mẫu mã nè, rất là nhiều luôn, mấy ngàn mẫu mặt dây chuyền từ to đến nhỏ. Và các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi.
dõi nhiều video và mình sẽ giới thiệu hoặc nhiều mẫu mã hơn nha. Đây, đây là một số áo mặc dây chuyền nha, rất là nhiều mẫu luôn các bạn, đá màu theo phong thủy hay là mặc kiểu. Hôm nay mình tạm ngưng tới đây thôi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Tạm biệt.